Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày mùng 5 tháng 11 trên Đài Truyền hình Kết nối số VTC. Thưa quý vị và bà con, khối không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam là nguyên nhân khiến cho thời tiết miền Bắc chuyển rét trong đêm nay và ngày mai. Nhiệt độ vào đêm nay từ 16 đến 19 độ, vùng núi là từ 14 đến 17 độ và vùng núi cao thì có nơi nhiệt độ xuống dưới mức nhiệt 13 độ. Sang ngày mai thì trời đã chuyển nhiều mây hơn và cảm giác hanh khô cũng đã giảm đi rõ rệt. Nhiệt độ cao nhất ban ngày dao động từ 22 đến 24 độ. Thưa bà con, Hà Nội có đàn gia cầm lớn nhất cả nước, lại là thị trường tiêu thụ thực phẩm lớn nên tiềm ẩn nguy cơ bùng phát và lây lan dịch bệnh cúm gia cầm càng không thể chủ quan. Cuối năm là thời điểm giao mùa, mưa nắng thất thường, thời tiết xe lạnh và đây là điều kiện thuận lợi để mầm bệnh cúm gia cầm phát triển và di chuyển từ vùng này sang vùng khác. Hà Nội hiện có tổng đàn gia cầm đứng ở top đầu của cả nước với trên 26 triệu con hơn nữa thì Hà Nội còn giáp danh với 8 tỉnh thành và có trục đường huyết mạch với các tỉnh biên giới phía Bắc như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai. Việc vận chuyển lưu thông kinh doanh và buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm hàng ngày từ các tỉnh về Hà Nội diễn ra nhộn nhịp. Để đảm bảo không xảy ra dịch bệnh trong thời điểm từ nay đến cuối năm, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con thực hiện tổng tẩy uế vệ sinh môi trường, chủ động áp dụng các biện pháp phòng dịch nhưng vẫn đảm bảo phát triển sản xuất, thực hành tiêm phòng bệnh cho gia cầm theo đúng lịch chú ý theo dõi diễn biến sức khỏe của đàn gia cầm để cách ly kịp thời. Tiếp tục với diễn biến mưa lũ ở các tỉnh miền Trung và khu vực Tây Nguyên, chỉ trong vài giờ càn quét qua các tỉnh Nam Trung Bộ, bão số 12 đã gây ra thiệt hại nặng nề. Theo thống kê vào sáng nay tại Phú Yên, hàng nghìn lồng bè nuôi tôm hùm và các loài thủy hải sản khác bị thiệt hại và gần 17.000 ha mía và hơn 2.000 ha cây cao su ngã đổ. Chưa kịp khắc phục thiệt hại của bão số 12, trong ngày mai kéo dài đến ngày mùng 7 tháng 11, thì các tỉnh miền Trung khu vực từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Bình Định, khu vực Bắc Tây Nguyên, Kon Tum và Gia Lai thì có mưa to đến rất to. Riêng với các tỉnh từ thừa Thiên Huế trở vào cho đến Quảng Ngãi thì có mưa đặc biệt to cho đến ngày 7 tháng 11. Nguyên nhân là do hoạt động kết hợp của gió đông bắc trong không khí lạnh cùng với đới gió đông trên cao, mưa liên tiếp rồn rập, nhiều vùng còn bị chia cắt và cô lập. Đồng thời thì các nguy cơ cao xảy ra lũ quét, xa lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, đặc biệt là tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Lưu lượng đến các hồ chứa tăng nhanh, nguy cơ cao ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa sung yếu tại các tỉnh trên, đặc biệt là các hồ chứa từ Quảng Trị đến Khánh Hòa. Khuyến cáo bà con cần phải di chuyển đến nơi an toàn và tuyệt đối không theo dòng nước lũ để vớt củi hay là bắt cá. Đối với các tỉnh thuộc khu vực Nam Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ, sang ngày mai thì thời tiết sẽ dần ổn định trở lại. Những cơn mưa rào rải rác chỉ còn xuất hiện vào thời điểm chiều tối và đêm nên nhiệt độ cũng tăng nhẹ hơn so với thời kỳ trước và phổ biến là từ 26 đến 28 độ ở khu vực tây nguyên và ở khu vực nam bộ nhiệt độ là từ 29 đến 32 độ. Và tiếp theo mà bà cao theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía tây bắc bộ trời nhiều mây có mưa vài nơi gió nhẹ trời rét nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ vùng núi cao thì có nơi xuống dưới 13 độ nhiệt độ cao nhất là từ 21 đến 24 độ độ ẩm trung bình từ 77 đến 82%. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 21 đến 24 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa, phía Nam thì có mưa vừa mưa to và có nơi có mưa rất to, đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh cho cơn rồng. Nhiệt độ thấp nhất sẽ dao động từ 18 đến 21 độ, cao nhất là từ 23 đến 26 độ, độ trung bình từ 85 đến 90%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây có mưa vừa mưa to, đề phòng khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông. Nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất sẽ dao động từ 26 đến 29 độ, độ trung bình từ 90 đến 95%. Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to ở phía Bắc trong đêm nay, đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh cho con rông. Nhiệt độ thấp nhất sẽ dao động từ 17 đến 20 độ, cao nhất là từ 25 đến 28 độ, độ trung bình từ 83 đến 88%. Khu vực Nam Bộ, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3 với mức nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 25 độ, cao nhất sẽ dao động từ 29 đến 32 độ, độ trung bình là từ 83 đến 88%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.